trong quân đội không có việc gì là không làm được, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó là truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Trước mặt công chí là một nhiệm vụ, là một thử thách. Tôi hỏi cảm nhận công chí chứ không phải hỏi để công chí xem có thực hiện được hay không. Nhiệm vụ này các đồng chí phải vượt qua. Nhiệm vụ này các đồng chí phải vượt qua. Các đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm!